Nhiều người hỏi là tại sao anh Toàn mở công ty? Manager chán quá, bạn ra mở công ty riêng. Nhưng mà các bạn phải lên nhá, chứ bạn đừng làm nhân viên mãi. Làm sale chưa phải đền tiền thì nó cũng chưa phải làm sale đâu. Làm thế nào để các bạn có thể kiếm được về 100 triệu cho công ty? Ngành logistics điểm rất cao. Không sợ. Tại sao cái ngành này hot như thế? Chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm. Ngành xuất khẩu và logistics Việt Nam còn đang chạy dài so với Trung Quốc và Mỹ. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Hello, chào mừng bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Thói quen là kỳ quan thứ 9 của thế giới, của tác giả Hảo. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này luôn nha. Có một sự thật đó là não của chúng ta luôn tìm cách để tiết kiệm năng lượng. Một nghiên cứu cho thấy rằng cách mà chúng ta thường cố gắng làm điều này đó là biến các hoạt động thành thói quen. Nói nôm na là không phải nghĩ. Do đó cuộc sống, dù có nhiều hành động ở level khá phức tạp như lái xe hay chơi game, nếu được bạn làm lặp đi lặp lại cho nhiều lần, thì khả năng nhiều thao tác trong các hành động này sẽ tự động biến thành các phản xạ không điều kiện, hay nói cách khác trở thành thói quen. Theo một nghiên cứu cho biết thì có tới 40% hành động của bạn trong ngày là dựa vào những thói quen, chứ không phải là những quyết định có ý thức. Và nghe tới đây, có thể bạn và mình sẽ thấy được tầm quan trọng của thói quen nó là như thế nào rồi chứ. Có tới 40% các hành động trong ngày của bạn, hay nói cách khác là tới 40% cuộc đời của bạn được quyết định bởi những thói quen của bản thân. Và đó thì cũng chính là tầm quan trọng của các thói quen. Khi con người dùng tới 40% thời gian cuộc đời của mình để làm những điều tốt đẹp, đương nhiên cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Và ngược lại, nếu dành 40% thời gian cuộc đời cho những điều tồi tệ, bạn chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ. Và đó là lý do vì sao mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thói quen, thứ được xem là kỳ quan thứ 9 của nhân loại. Bắt đầu thôi! Thói quen là gì? Đầu tiên, hãy tìm hiểu thói quen là gì trước đã nhé. Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. Phản xạ có điều kiện là những hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống như trải qua quá trình rèn luyện. Đó là những hành vi định hình trong cuộc sống và được coi là bản chất thứ hai của con người. Nhưng nó không có sẵn mà là kết quả của việc sinh hoạt, học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, thói quen cũng có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân đôi khi rất tình cờ hay do bị lôi kéo từ một cá thể khác. Từ định nghĩa này có thể thấy, thói quen không phải là bẩm sinh mà có. Nó được hình thành do các hoạt động lặp đi lặp lại qua ngày mà từ đó hình thành nên các đường mòn thần kinh. Sự tích lũy này ngày càng nhiều, thói quen càng in đậm và tác động vào cuộc sống thường nhật càng lớn. Ta có thể thấy cách thức hoạt động này rất giống với khái niệm lãi kép. Lãi kép phát sinh khi lãi vay được cộng dồn thêm vào vốn ban đầu. Do vậy, từ thời điểm đó trở đi, lãi phát sinh được tính dựa trên tổng của vốn ban đầu và số tiền lãi vừa kiếm được. Càng tích được nhiều tiền thì lãi càng nhiều, thu nhập càng lớn. Nói thêm một chút, lãi kép chính là thứ được Albert Einstein gọi là kỳ quan thứ 8 của nhân loại bởi sự kỳ diệu và được coi như là bí kíp thành công của nhiều tỷ phú trên thế giới. Chính vì vậy mà tiêu đề của video bạn đang xem, tác giả đã gọi thói quen một thứ cũng có dạng tích lũy giống như lãi kép là kỳ quan thứ 9 của nhân loại. Thật vậy, các thói quen không chỉ tích lũy như lãi đơn mà là lãi kép. Nếu bạn cho phép bản thân bỏ tập một ngày do mệt hay lười quá, thì khả năng cao sẽ có ngày 2, ngày 3. Rồi bạn nghĩ, thôi, gian lận một tuần vậy, tuần sau sẽ tập mà. Tôi nghĩ chắc ai cũng trải qua cảm giác này rồi nhỉ. Sau một tuần nghỉ ngơi sau đó, cơ thể chắc chắn không đạt được trạng thái tốt nhất giống như khi bạn tập liên tục. Và vì thế, bạn tập luyện không hiệu quả và đâm ra thất vọng, chán nản. Tập mà chả tiến bộ gì như thế này thì tập làm gì? Và rồi có thể là bạn sẽ bỏ luôn một tháng. Thôi tháng sau làm lại vậy, dù gì cũng không có tiến bộ, lúc nào rảnh thì tập. Và sau đó là chuỗi ngày lê thê nằm ngủ, xem phim, chơi game, giải trí vô bổ. Tất nhiên là đối với tôi, do nó không tạo ra giá trị. Nhưng do cảm giác đó quá thoải mái, bạn không kháng cự lại được và rồi bạn chơi lớn, bỏ tập luyện hẳn một năm luôn. Sự tồi tệ lúc này đã bám lấy bạn như cô hồn và ước mơ về một body nóng bỏng không bao giờ thành hiện thực. Mọi thứ quay trở về vạch xuất phát lúc bạn có ý định tự tập. Đó chính xác là những gì tôi từng trải qua. Thế nhưng không đơn giản như vậy. Việc bỏ tập luyện một ngày không chỉ ảnh hưởng đến riêng việc tập luyện mà còn các khía cạnh khác. Không ăn uống điều độ, thức khuya, làm việc vô bổ. Từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển và cả sự tự tin.
Khi mang cảm giác thất bại trong mình, ta không hứng thú gì mà tiếp tục các hoạt động tạo giá trị bền vững khác như đọc sách, thưởng thức âm nhạc, nấu ăn hay là học thêm thứ gì đó. Và quá trình đó càng dài, ta lại càng dễ để nó tiếp tục dài hơn và càng mất sức hơn khi muốn kết thúc nó. Thôi, đọc sách, học thêm kỹ năng gì đó hay là cải thiện vóc dáng là chuyện lâu dài, không phải ngày 1, ngày 2 mà làm được ngay. Nên là hôm nay xem nốt tập phim này đã, uống nốt cốc trà sữa đã, mua nốt món đồ trên Shopee đã, để rồi ngày mai quyết tâm. Nếu như sự tích lũy giúp cho những thói quen tốt tạo nên những sự phi thường, thì ngược lại, nó cũng giúp cho những thói quen xấu có cơ hội lớn mạnh. Như đã nói ở trên, một thói quen xấu này không đơn thuần tồn tại độc lập, nó chắc chắn sẽ dẫn đến một thói quen xấu khác. Từ đó, hai thói quen xấu khác dẫn đến bốn thói quen xấu khác. Bốn thói quen xấu này sẽ dẫn tới NNN những thói quen xấu nữa, và cho tới khi chúng ta toàn lặp lại những thói quen xấu. Tôi khốn nạn quá. Chưa hết, những thói quen xấu này còn có khả năng lan truyền cho những người xung quanh bạn. Thôi, bỏ tập một bữa có sao đâu, ta bỏ cả năm rồi vẫn khỏe re. Không tin à, đánh nhau không, xem thằng nào khỏe hơn. Và rồi hai thằng đánh nhau thật, nhưng mà là đánh nhau trong game. Thằng bạn mới chớm được một chút động lực tập đã bị bạn rủ rê đi chơi điện tử tới khuya và bỏ luôn bữa ăn chiều. Tai hại hơn, thói quen nó không giống như các căn bệnh ác tính hủy diệt sức khỏe ngay lập tức. Oái oăm thay, nó lại tàn phá cơ thể và trí óc của bạn từ từ, dần dần. Để rồi khi bạn chạm đáy nỗi đau, tới bến bờ của sự tuyệt vọng thì bạn mất luôn cái động lực để thay đổi. Thói quen đó còn có thể truyền cho con bạn, cho gia đình, cộng đồng của bạn. Chắc không ngạc nhiên gì khi bạn thấy một gia đình toàn người béo hay một xóm toàn lũ vô học trộm cắp. Ở chiều ngược lại, một thói quen tốt được nuôi dưỡng đúng cách có thể tác động rất mãnh liệt. Tôi đã từng là một thằng suy dinh dưỡng gầy còm, học thì ít mà nói thì nhiều, miệng luôn luôn chửi bậy. Sau đó tôi tới phòng gym để mình có một cơ thể khỏe mạnh hơn và cũng để cái mồm của mình ít nói bậy hơn. Quả thực khi chạm mặt các gymmer khác ở đây thì ngay lập tức cái miệng của tôi đã có tiến triển. Song song với đó, tôi cũng đã cải thiện được đôi chút body của mình. Có được rồi, tôi lại nghĩ với cơ thể này mà lại để một bộ não dễ rách thì cũng chưa ăn thua lắm. Người ta không ưa gì một thằng gầy còm mà không não, thì với một thằng to con mà não rỗng thì cũng thế thôi. Và thế là tôi lại đọc sách. Khi đọc sách, tôi học được cách nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn và nhã nhặn hơn. Từ đó lại thêm nhiều cơ hội để học hỏi. Và sách còn cho tôi nhiều thứ để nói chuyện với mọi người hơn. Nếu không tin, các bạn cứ thử đọc sách đi, nó sẽ phần nào giúp các bạn cải thiện khả năng giao tiếp đó. Hy vọng rằng câu chuyện của tôi vừa viết ra sẽ trở thành động lực để các bạn có thể tin rằng nhiều thói quen tốt có thể cũng sẽ được nhen nhóm từ một thói quen tốt. Đương nhiên là không phải ai cũng vậy, không phải ai cũng đến phòng gym để rồi sẽ đọc sách hay ăn nói lịch thiệp hơn. Nhưng khi bạn hình thành một thói quen tốt, điều đó cũng sẽ củng cố phẩm giá bên trong bạn, khiến bạn tự hào, thoải mái nhìn nhận bản thân hơn. Thứ hai, nó rèn giũa kỹ năng tư duy của bạn. Thứ ba, nó giúp bạn gặp được những con người cũng có ý định hoặc đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn. Cũng giống như là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Bạn đang có những thói quen tốt, đương nhiên là bạn sẽ đôi chút khoảng cách với những người có thói quen xấu. Bạn kiêng bia rượu để tập gym thì đương nhiên sau một hai lần từ chối nhậu nhẹt, bạn bè nó cũng biết ý mà lần sau hạn chế rủ bạn hơn. Và cứ thế, nó tích lũy dần. Bạn càng ở tầm cao, bạn lại càng có thể dễ dàng cao hơn nữa, lên cao hơn nữa, lại có thể lên cao hơn nữa, nữa, nữa và nữa, cho tới khi bạn ở trên đỉnh cao lạnh lẽo. Ok, đó là câu chuyện của những vĩ nhân. Nhưng sự thật là những vĩ nhân, tất cả đều là những con người có thói quen tốt. Bạn luyện tập thói quen tốt, có thể bạn không thành vĩ nhân, nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ thành công. Có lẽ điều này còn mạnh hơn lãi kép, do tiềm năng của nó là vô giá. Đôi lúc không phải ta cố tình phạm phải thói quen xấu, mà do hoàn cảnh bắt buộc. Ta phải hy sinh giấc ngủ để hoàn thành tiến độ công việc, hy sinh khoảng thời gian tập đàn những cuối tuần để ngủ bù, chuẩn bị cho tuần mới đầy căng thẳng. Rồi do mệt mỏi quá không thể tập thể dục được, ta phải hy sinh khoảng thời gian bên người mình yêu quý để kiếm tiền, bởi không có tiền thì làm sao sống được bên họ. Ta hy sinh, và hy sinh rất nhiều. Thế nhưng, dịch bệnh cho bạn nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi, sao không bắt đầu một thói quen mới, tận dụng sức mạnh hơn cả lái kép của nó để chống lại cuộc sống khó ở này. Và giống như một câu nói mà mình không thích lắm, nhưng mà trong nhiều trường hợp nó lại rất chi là đúng, đó là nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách, nếu không muốn bạn sẽ tìm lý do. Vậy nên
tất cả những yếu tố bận bịu, mệt mỏi, bla bla ở một khía cạnh nào đó chỉ là những thứ bào biện, ok? Làm sao để thay đổi thói quen? Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua khái niệm tiếng chuông Pavlov trong chương trình sinh học hồi cấp 2 mà mình không nhớ là năm lớp mấy. Trong thí nghiệm nổi tiếng của mình, Pavlov đã tiến hành kết hợp một tiếng chuông mỗi khi cho con chó ăn. Sau đó, ông nhận thấy rằng những con chó mỗi khi nghe tiếng chuông sẽ tự chảy nước bọt dù chưa được ăn. Bản năng tự nhiên của chúng ta cũng giống như vậy. Thói quen hoạt động theo một vòng lặp thần kinh bao gồm 3 phần: tín hiệu, thói quen và phần thưởng. Ở thí nghiệm trên, tín hiệu là tiếng chuông, thói quen là chảy nước bọt và phần thưởng là được cho ăn. Ở cuộc sống hàng ngày, ta cũng bắt gặp phản ứng như vậy rất nhiều. Ví dụ, tín hiệu là thèm ăn đêm, thói quen là vào bếp nấu bát mì, phần thưởng là thỏa mãn cơn đói nhưng lại tăng thêm xíu cân, ảnh hưởng tiêu hóa và có thể nổi mụn. Tín hiệu cảm giác muốn trì hoãn khi gặp những việc khó khăn, đòi hỏi nhiều sức lực, suy nghĩ. Thói quen là để gần cuối deadline rồi mới làm. Phần thưởng là khoảng thời gian thoải mái ngắn hạn trước khi công cả đích lên. Nhưng do thói quen là nhân tạo, cho dù đường mòn thần kinh có sâu đậm như thế nào thì cũng có thể tạo lại. Ta có thể tham khảo những cách thức sau. Tôn trọng bản năng tự nhiên của mình. Việc ăn để thỏa mãn cơn thèm và chạy trốn khỏi áp lực là hoàn toàn tự nhiên. Mong muốn thỏa mãn những ham muốn mà không gây ảnh hưởng cho người khác thì không có gì sai trái cả. Việc bạn dằn vặt cho việc ăn quá nhiều hay trách móc bản thân do quá hèn chẳng có gì hơn là đang tìm nơi đổ lỗi hay thỏa mãn cảm xúc được trách móc, mà đối tượng ở đây là bản thân. Nghe chối nhỉ, tự mình trách mình rồi nhưng vẫn bị coi là một hành động đổ lỗi và quá hèn. Nhưng thôi kệ đi, nói tiếp. Tiếc nuối, dằn vặt có ý nghĩa của nó, nhưng là để bạn học hỏi, tốt lên, chứ không phải là để đày đọa bản thân mình. Thay vào đó, hãy giữ nguyên tín hiệu và phần thưởng, nhưng thay vào đó là một thói quen mới. Có thể bạn thay mì gói bằng trái cây yêu thích hay những loại thức ăn có lợi chẳng hạn, vẫn thỏa mãn được cơn thèm. Thay vì bỏ trốn khỏi áp lực, ta đối mặt với nó. Nếu khó quá thì nhờ người giúp đỡ. Phần thưởng là đạt được khoảng thời gian thoải mái thật sự sau khi làm xong. Thật ra thì động cơ của việc bỏ chạy khỏi áp lực sâu hơn nhiều. Có thể là không muốn đối mặt với phần kém cỏi của bản thân hay là sợ bị chê bai. Nhưng với bất kỳ thói quen tốt nào, bạn cũng có phần thưởng là một bản cập nhật tốt hơn về bản thân mình, thoải mái nhìn vào gương trước khi ngủ hơn, tận dụng khuynh hướng so sánh, cạnh tranh tự nhiên của chúng ta. Khi biết mình đang làm một việc mà rất ít người làm được, hẳn rất có động lực để làm hơn đúng không nào? Bắt đầu bằng những việc nhỏ, dễ làm và ta chắc chắn thực hiện được. Ta không cần phải hít đất 100 cái ngay lập tức, bây giờ chỉ cần bắt đầu với một cái thôi. Làm được một cái rồi chắc chắn sẽ được cái thứ hai. Tôi đã từ chỉ hít đất được 50 cái lên 500 cái trong vòng 1 giờ 35 phút đấy. Không cần phải thức sớm 4 giờ 5 giờ sáng làm gì cả. Hãy chắc chắn bạn ngủ đủ 8 tiếng và cố gắng ngủ sớm hơn một chút mỗi ngày. Không cần đọc 1 tháng 10 cuốn sách. Hãy đọc một cuốn bạn yêu thích và ngẫm nghĩ về nó mỗi lúc rảnh rỗi, nung nấu tình yêu với tri thức. Mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Bạn không thể có được một em bé trong vòng 1 tháng bằng cách làm 9 người phụ nữ có bầu được. Muốn có được cây kim, hãy kiên trì mài sắt. Hãy cứ bình tĩnh khi mới bắt đầu. Việc tạo một áp lực quá lớn hay tự đưa ra một nhiệm vụ quá khó là chính là điều khiến bạn nản chí rất nhanh. Vậy thì nên bắt đầu bằng những thói quen gì? Trong quyển sách 7 Habits of Highly Effective People, tác giả Stephen R. Covey cho ta thấy những thói quen có thể thay đổi cách ta sống như thế nào. Các bạn nên đọc quyển sách này. Còn quan điểm của tôi thì nên bắt đầu bằng thói quen thứ 7, rèn mới bản thân. Để có được sự chủ động và can đảm mà ta quyết định cho đời mình thật không dễ dàng, nhất là với những người đã quen sống trong một xã hội quá nhiều định kiến. Trường lớp thì nhồi nhét và khó cho ta chỗ để sáng tạo. Cách sống và mục đích đôi khi còn bị định sẵn. Do đó, trau dồi những điều nhỏ nhất để từ từ bồi đắp bản lĩnh có lẽ là phương án thiết thực hơn là quay ngoắt với gia đình, bỏ cả học để thể hiện chính kiến của mình. Rèn mới bao gồm 4 phương diện: thể chất, tinh thần, tư duy và mối quan hệ. Mỗi khía cạnh đều có liên quan và phát triển một thứ có thể kéo theo những thứ còn lại. Ngược lại, thành công trong một khía cạnh không thể bù đắp cho sự thất bại ở khía cạnh khác. Cơ thể của một người mẫu không bào chữa được cho bộ não rỗng tuếch, hay thành công sự nghiệp không giúp thất bại trong gia đình trở nên bớt tồi tệ hơn. Để rèn luyện thể chất, ta có thể tập đủ các bộ môn mà mình thích như đá bóng, quần vợt, cầu lông, street workout, bơi lội, yoga, v.v.
Thế nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu với thứ ta yêu thích và dành một ít thời gian trong tuần thôi để mà chơi. Ta có thể dành thêm cả ngày để ngủ mà, vậy chơi vài cú nào. Về mặt trí tuệ, bạn có thể đọc sách nè, xem phim để mở mang hiểu biết nè, tranh luận với những người thích hợp để rèn giũa tư duy nè. Hay như tôi, vừa mới bắt đầu thói quen viết trên Spyroom bằng bài viết đầu tiên này. Về mặt tinh thần, đây có lẽ là thứ rất khó để rèn luyện. Để dễ dàng nhất, tôi nghĩ bạn nên khám phá về nghệ thuật. Có thể là vẽ tranh, chơi đàn hay chơi nhạc, bản rap cũng ok đó. Điều này khiến bạn có động lực để nhìn rõ hơn vào tâm hồn mình. Bạn là ai và bạn muốn gì? Bạn có đang yêu thương mình không? Nếu không thể nhìn nhận bản thân rõ ràng, ta không có cơ sở để chống chọi với khó khăn trong cuộc sống. Về mối quan hệ, có lẽ tôi không có gì để gợi ý ngoài hãy trò chuyện nhiều hơn với nhau. Trò chuyện là khởi đầu của mọi mối quan hệ và là liều thuốc chữa lành của mọi vết thương. Bí quyết là hãy lắng nghe nhiều hơn nha. À, mà bạn còn nhớ lời khuyên của tôi ở phần trên không đó? Chắc là không đâu, để mình nhắc lại nha. Đó là đọc sách thêm đi. Đó là cách mình có thể thêm chủ đề giao tiếp và nói chuyện với những người khác nữa đó. Lời kết. Trì hoãn là một sai lầm nghiêm trọng trong việc tiết kiệm. Nếu bắt đầu tiết kiệm muộn, chi phí cơ hội là không hề nhỏ. Hẳn là bạn đã học qua lãi kép rồi. Thế nên, nếu bạn muốn một cơ thể thon gọn, săn chắc, tâm hồn nhiều màu sắc, tri thức uyên bác và có nhiều mối quan hệ tích cực hơn thì câu trả lời có lẽ các bạn đều đã có rồi. Thói quen, thứ chiếm tới 40% hành động mỗi ngày của ta, thực sự là một thứ vô cùng quý giá và có thể nói là vĩ đại. Việc bạn trở nên tuyệt vời hơn hay tồi tệ hơn quyết định tới 40% bởi điều này. Vậy nên với một thứ mà mình có thể sửa được, vậy thì tại sao không? Hy vọng là các bạn học được điều gì đó qua bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bye bye!